Chào các bạn, hôm nay thì có món mới. Cái loại tôm này á, đây cho bà con coi, này mới hấp xong. Tôm này á thì tiếng tiếng Anh á, người ta gọi là langoustine, không biết tiếng Việt dịch là cái gì, loại tôm gì. Tôm này nó mắc lắm, ở bên đây nó bán khoảng 40 đô nửa ký. Mà 40 đô nửa ký là nhiêu đây, 2, 4, 6, 8 8 con hấp rồi, 4 con để sống ăn thử, ăn sống nó ra làm sao. Mà 12 con là tổng cộng là 80 đô, 80 đô trên tính ra khoảng mỗi con là 150 ngàn bên bên Việt Nam này đó. Giờ ăn cái loại tôm này là mắc nhất từ trước tới nay, nhưng mà cũng phải mua về thử cho nó vị, nó ngon ngon sao. Lúc trước ở châu Âu ở bên Ý á, thì có ăn rồi, họ làm sẵn ăn mì á, mì Ý á, nó bỏ này vô nhưng mà họ cắt ra họ làm sẵn hết rồi. Nhưng mà chưa ăn thử cái con kiểu vậy, bởi vậy không biết lột ra nó có khó gì không. Rồi hấp với lại ăn sống coi nó làm sao, thử trước không có chấm gì hết á. Bữa nay là cũng như là ăn thử coi cái mùi vị nó ngọt nó ngon làm sao, hy vọng là vậy chứ không có chấm nước muối tiêu chanh, không có chấm khỉ khô gì hết đó. Uống ly bia, lon bia thôi, chai bia. Rồi thử nha, được không? Y hệt như là cái con tôm hùm đất vậy đó, hay là cái con tôm hùm nhỏ, hai cái càng của nó nè, thấy không? Gai nó đâm, gai nó ở trong đây này, y hình như là con tôm hùm vậy đó, gai ở trong này gai quá trời luôn. Coi còn sao. Wow, trong có trứng, có gạch ta. Giống như con tôm hùm đất vậy ha. Thì coi coi ăn này giống như cái thể lột ra giống như cái loại tôm hùm đất được không? Thật mềm à. Hy vọng mà kéo ra được. Ngọt, thích nó ngọt gì đâu à. Ui, giống như tôm hùm đất ha. Không, nhưng mà cái loại này chắc là ngon lắm, mắc tiền về nhất định là phải ngon. Ui, thấy chưa? Rồi mời các bạn ăn nha, thử coi nó làm sao. Cái phần gạch nó béo như là ăn gạch tôm hùm vậy đó. Gạch ăn ngon vậy không? Còn thịt á, y chang như là tôm hùm vậy đó. Nó mềm mềm, nó hơi chút xíu vị dai à. Chắc nhách nè, y chang như là tôm hùm vậy đó. Ngon chứ, ngọt. Nhất định phải ăn càng, dù là càng gai không phải thử. Núc thịt nó ra
đúng đó, thịt nó chạy ra. Ngon, thật ngọt. Gạch của nó này. Vừa có gạch xanh, vừa có gạch vàng, gạch hồi cam á. Cộm trứng ngon. Nữa đi. Ăn nữa xong rồi mới vô ăn cái con ăn sống à, giống như ăn cái loại ăn là giống như kho fresh đó. Hết 150.000. Không, cái loại này giờ rẻ rồi đó. Khi mà nó mới mới có đó, nó mới có khoảng khoảng được 2 tháng trước á, như là trước trước Giáng sinh đó nó có. Mà khi mà nó mới có là 50 đô lận, mắc hơn 10 đồng, không dám mua. Mấy chắc nó ngọt. Nó khó gỡ bởi vậy nó gai không à, thấy không? Gai không? Tùm lum tùm la hết rồi, bởi vậy khó gỡ lắm. Chỉ là cắn ra rồi nút nút cái thịt đó. Không biết con này ăn sống làm sao, hy vọng là nó ngon. Rồi thử ăn sống nha. Kéo cái tay lên coi. Bỏ trong đá đó. Bỏ trong đá rồi cái tự nhiên nó sót á, nó không nhảy nữa, không nó còn lay quay xíu à, vậy nó dễ ăn. À, cái con sợ này này chắc bẻ càng hả, bẻ đầu. Nó còn sống á, cứng. Nếu mà nấu chín á thì đây là cái cặp trứng của nó nè, trứng nó màu đen, xong rồi cái nấu lên nó sẽ trở thành màu màu cam.
gỡ ra được không? Nó khó gỡ không, không biết nữa. Cũng mềm. Bóp nó giống như là bóp bóp tôm hùm vậy đó, xong rồi cái bành nó ra. Nguyên con đi. Nè, lần đầu tiên không biết ăn bởi vậy hơi khó khăn xíu. Hui. Con nước mặn nè, tôm nước mặn á, bởi vậy nó không có xíu mùi tanh gì hết. Nay không chấm wasabi luôn, ăn không vậy thôi. Lấy cái đường ruột nó ra. Rồi, cái đường ruột nè. Rồi, mình miếng thịt nha. Thịt nó nè, còn cái đây á, là cái trứng của nó. Để lấy cái trứng nó rồi cặp trứng của nó ha, ăn thử nha, không có chấm wasabi gì luôn. Y chang như tôm hùm vậy đó, nhưng mà chất ngọt của nó thì ăn sống kiểu này là ít hơn tôm hùm, nhưng mà thiệt tình là không tanh gì, ăn giống như ăn xương sa vậy đó. Nó lạnh lạnh, nó mềm mềm nhưng không có xíu mà tanh gì hết. Nó lạ lạ ha. Đây, cặp trứng của nó nè, ăn sống luôn. Cặp trứng nó ăn béo, béo giả mang luôn. Trong này có cái gạch xanh đó. Ý là cho các bạn coi luôn nha. Đây, gạch xanh này thấy không? Chơi luôn. Nó mặn mặn, nó béo béo. Ngon. Ăn con này á, thông thường mình tưởng là nó tanh, nhưng mà nó không có tanh gì hết. Ăn nó mặn mặn. Cái càng á thì đi một chút ăn đi, cái càng nó ăn à. Đầu lắm. Đấy, con thứ hai coi.
bớt nó còn sống ai bớt nghe nè cái kéo đó là ăn sống á khó là nó tại vì thịt cái da thịt của nó dướng vô trong cái thân hình đó cái shell á bởi vậy khó ăn lắm khó gỡ rồi vô luôn dài dài còn ngon này á thì nó không có trứng cam trứng nhưng mà có cái gạch tàu xanh nè thấy để về húp thôi mặn mặn ngon ăn hai kiểu kiểu nào cũng thấy ngon hết á à, hấp người nào mà không ăn hấp không ăn sống được á thì ăn hấp thì ăn cái kiểu này á mấy người nào mà chưa biết ăn á ăn y y chang như là ăn tôm hùm đất vậy cái cách gỡ á y chang luôn không có khó lắm không, trời ơi con này nó trứng nó chổng mà vừa có gạch xanh wow thấy trứng không trứng nó màu vàng á đã gì đâu á kéo coi hơn hồi xưa ha thịt ăn rất là chắc ngon gạch nó ăn ngon gì đâu á gạch màu cam á không có bỏ sót em nào hết 40 đô một pound mà bỏ sót người ta chửi trừ cái bao tử cái trứng không cái trứng màu cam không
À. Này vừa có trứng mà vừa có gạch. Thấy màu cam không? Màu cam mà màu xanh đó. Lấy miếng thịt ra ăn luôn. Ăn giống như là ăn tôm hùm đất vậy. Dùng răng á cắn cái thịt nữa là kéo ra thôi. Ồ. Cái thịt đó, nó chắc. Rồi hết mấy cái chất ngọt của nó ra. Thịt nó chắc. Nó chắc chứ không phải dai, nó khác là vậy á. Ăn trời nó ngọt nó ngon. Nhưng mà không có béo mà ngán á. Không có vậy. Ngon quá nhưng mà phải chừa lại cho bà xã với lại với cha nà ăn ăn thêm con này đi ăn ăn thêm con này nha tại họ không thích ăn sống. Con này có trứng màu đen á. Thì mình không biết cách gỡ con này sống á, không biết cách gỡ nó làm sao mà nó dễ để mình cho ra luôn nguyên cái thân hình của nó, bởi vì làm bậy làm bạ cả nó ra đà ra không. Ui, sao còn được. Ăn nó hơi dai dai. Ăn giống như ăn rau câu á. Cặp trứng đó nè. Cặp trứng với là gạch á. Béo dã man luôn. Đã quá. 150.000 một con tôm này à, không biết tiếng Việt thì kêu là gì nhưng mà tiếng Anh kêu là langoustine. Ở bên châu Âu á có nhiều lắm. Này là xuất xứ từ châu Âu á, ngon nhưng mà thật sự là nói tới 40 đô một nửa, một pound là nửa ký, không biết đáng không. Nhưng mà nếu mà chưa ăn thì phải ăn cho biết ngon.
Thịt ngon chưa? Rồi, đồ mới. Muốn giới thiệu là các bạn tới các bạn ra cho biết vậy thôi. Thôi, tới đây thôi nha. Chừa mấy cái này cho bà xã với lại con bé cho nà. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhiều nha. Nếu mà các bạn nào mà chưa đăng ký, nhớ đăng ký giùm. Rồi, bye các bạn.